cho mấy chết luôn. Ờ không, không bình thường mấy ngày này là mình thứ bảy chủ nhật là nó vậy á chứ ơi. Thứ bảy chủ nhật là vậy bởi vì chứ ít lên thứ bảy chủ nhật lắm. Thứ bảy chủ nhật chứ tại một là chứ đi về thăm con chứ hai là chứ đi ngủ. Ừ. Đó. Thật mà chủ nhật chứ ít lên thứ bảy chủ nhật chứ ít lên bán. Tại vì thứ bảy chủ nhật cũng cũng người ta đi chơi một phần á, người ta đi chơi một phần. Nói chuyện với mấy chế 5-10 phút em cũng xuống luôn thật á. Tại vì mấy ngày này nó vậy mà. Mấy ngày này nó vậy mấy chế ơi. Cái này chị lấy đúng không? Lấy phone 3 đúng không? Chế nào thì mua cái máy xay thì nói em nha, máy xay. Em coi coi. Trời nó cắt được thức ăn luôn á. Nó cắt được rau củ quả nè. Rồi nó cắt được tiêu nè, cắt được hành luôn. Máy gì hay vậy? Chỉ cần đưa vô dập xuống là nó cắt được hết. Một cái máy này bán 350 nè. Chắc chế mua cái máy này quá chiến luôn. Tao ghiền cái máy này lắm luôn. Chế gần à? Chế em cứ ra ngay ga Thảo Dễn là em gặp được chế liền. Chế ở gần ga. Ga Thảo Dễn á, ga trước á, ga trước Thảo Dễn. Cái máy này nè. Cái máy này là máy dập. Máy dập. Máy dập thức ăn. Máy dập thức ăn có nghĩa là xay tiêu nè, xay tiêu, xay trái cây, xay rau quả, xay được hết luôn. Một cái máy này em bán cho bô 350. Một cái máy em bán cho 350. Nào bé Trang còn đi chơi với em chứ. Trang còn đi chơi mà. Người ta đi chơi nhiều lắm. Hôm nay cuối tuần người ta đi chơi nhiều lắm. Bởi vậy chứ hay nghỉ cuối tuần mà. Lên chế chơi đi, lên chế chơi đi. Chứ chế lên Đài Bắc không tiện, không được nè. Tại vì ngày mai chế buổi sáng chế đi làm. Buổi chiều chế không có đi bán, gần rảnh. Chứ buổi sáng chế đi làm.